sao không thấy ai hết gì nè? Có lẽ là cái giờ này là cái giờ không có ai. Hay là cái máy mình hư ta, kỳ quá vậy. Không một người nào hết. Mến chào quý anh chị em. Mến chào quý anh chị em. Chào một người đến. Chào hai người đến.
chạy. Vì tương lai của đất nước, vì tương lai của con em chúng ta, vì tương lai của chính chúng ta, vì tương lai của toàn thể Việt Nam yêu dấu, chúng ta hãy can đảm vươn lên và vươn lại cắn sắt cánh cương quyết đập đổ bao quyền Việt Cộng để cứu nước và xây dựng đất nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, chào chị Hằng. Chào anh Tịnh, chào anh Nguyễn Khắc Long. Dạ, đây là TV 256 đây, thưa quý anh chị em. Anh Nguyễn Khắc Long ơi. Bây giờ thấy mặt rồi phải không? Hiện giờ thì có 4 người. Quý anh chị em đợi tí xíu nha, đông đông rồi mình thảo luận ha. Để TV cho thêm nghe một cái bản nhạc nữa. Hình như cái giờ này đó, hồi hôm qua đó là mình thử đó là mình thử, mình mới vừa thử vô là mình thấy mấy chục người liền. Mà sao bây giờ không có ai đến hết. Ừ. Thành ra không biết mình có, chắc là không có đúng cái giờ của nó đó. Ừ. Sao bây giờ sao rồi anh Long hả? Anh vẫn còn phỏng vấn với là chương trình của Bao Thoát hả? TV 256 là không có thì giờ đi vô Bao Thoát nữa rồi, thành ra thấy bà con xuất hiện quá thì mình cũng xuất hiện theo luôn. Cái nick này đó là đã có là từ hồi năm 1995 rồi. Rồi đến đây là 22 năm rồi. Nick Mỹ Linh Nguyễn đó thưa quý anh chị em. Thì hôm nay đó thì lại là một người con trai. Hello, bây giờ chúng ta có 7 người rồi. Dạ, TV xin mến chào quý anh chị em nha. Rồi, mất hết một người nữa rồi. Alo, alo, xin lỗi mọi người có nghe được Trung Quốc không vậy? Có chứ. Xin lỗi. Alo. TV có nghe không? Nghe Trung Quốc đó. Dạ. Thưa quý vị, Trung Quốc đang có ở trên đường dây chị Trịnh Kim Tiến là con gái của ông Trịnh. Mình hít lộn rồi. Vừa mới bị... mình hít lộn rồi. Ủa sao không nói vô được đi lạ vậy? Mình hít lộn rồi, sorry nha. Cái bài này đó là phỏng vấn cái chị Trịnh Kim Tiến đó. Khi mà người bố bị mất đó, thì những cái record cũ đó mình có xem lại. Hello, mấy anh chị em nha, giúp dùm TV đánh tách chat dùm đi. Có thắc mắc gì hỏi gì không? Thì TV sẵn sàng trả lời hết á. TV 256 là sinh hoạt ở trên diễn đàn Bao Thoát là cũng đã mười mấy năm rồi. Thì TV có cái nick mà Mỹ Linh Nguyễn đó là trên 22 năm rồi đó. Bây giờ chỉ còn có 4 người thôi. Tiếng à,
thiên hạ chạy đâu hết trơn rồi. Bữa nay quý anh chị em biết là cái ngày 8 tới tháng 3 mà. Ngày 8 tới tháng 3 là ngày phụ nữ đó. Thì vừa rồi tối qua đó, TV có nghe chị Bùi Thị Minh Hằng. Thì tình cờ TV nghe được chị Bùi Thị Minh Hằng thì TV lấy làm rất là xúc động. Và TV nghĩ rằng là mình phải xuất hiện, mình không có cách gì hết á, mình phải xuất hiện, mình chiến đấu, chứ mình không có thấy thể nào mà mình lấy cái nick nữ nữa. Bây giờ là mình phải thay đổi cái nick đó, mình đã dùng 22 năm rồi, 22 năm rồi vẫn dùng cái email của Mỹ Linh Nguyễn, American Online. Thì hôm nay đó thì mình muốn chia sẻ những cái gì mà quý anh chị em có thể thắc mắc cái nick của mình, hoặc là bất cứ những cái đề tài về đấu tranh đó, thì TV sẵn sàng gọi là chia sẻ quý anh chị em. Hoặc là quý anh chị em trong nước mà biết được những cái gì đó mà đã xảy ra và đang xảy ra trong nước. Kiểu này nè, kiểu này là mình chắc đóng. Mình chắc đóng quá. Bốn nick thôi mà không có ai tắt chat hết. Quý anh chị em dùm tắt chat, dùm TV đi. Mình làm ra câu chuyện rồi tự nhiên thì sẽ có người đến thôi. Mình thấy người ta online gọi là Đoàn Thị Thùy Dương, rồi cô Lý Sa Phạm, quá đông luôn. Có lẽ là cái hình ảnh mình đó là máy mình đó nó cái video camera này đó là mười mấy năm rồi mình vẫn còn dùng nó. Chắc mình phải mua cái video camera cho nó thấy rõ hình mặt mày hơn. Chứ mình bữa nay mình vì cái chị Bùi Thị Minh Hằng mà mình thấy mình cần phải sức đầu lộ diện ra. Và mình viết bài đó, khi mình viết bài mình cảm thấy nó không có còn hữu hiệu nữa. Làm như là người ta không có thời giờ để mà người ta đọc bài. Đó chính vì mà không có thời giờ đọc bài đó, thành ra bắt buộc mình phải online thôi. Gọi là livestream á, bắt buộc mình phải đi cái con đường đó thôi. Nếu mà mình muốn thật sự giúp ích cho quê hương mình muốn gọi là đấu tranh để mà cho đất nước của mình. Tại bây giờ thời gian đâu còn bao nhiêu nữa, mà trong khi đó là đất nước mình đó là đủ thứ, tất cả những cái tệ nạn nó xảy ra, nhất là cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường, ô nhiễm gọi là biển, rồi ô nhiễm cả không khí, rồi ô nhiễm cả thức ăn nữa, rồi làm sao dân mình có thể sống được. Thành ra đó mình bắt đầu mình phải xuất hiện và mình làm tìm mọi cách để mình cất lên tiếng nói, để phụ giúp với những anh em ở trong nước. Mình không thể nào mình chấp nhận được một cái chế độ mà cộng sản được. TV 256 là đã chiến đấu là từ hồi 20 tuổi rồi. Đó, từ lúc mà cộng sản chiếm miền Nam một năm vào năm 1975 tháng 4 đó, là lúc đó là 20 tuổi. Và vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến bây giờ. Và dùng bằng cái ngòi bút mà Mỹ Linh Nguyễn,
Mỹ Linh Nguyễn là có từ hồi năm 1995 rồi, là lúc đó TV bắt đầu là bắt đầu viết bài đó, và viết từ đó cho đến bây giờ luôn. Và đến ngày nay thấy quý anh chị em on stream và mình thấy cái tầm ảnh hưởng của nó rất là sâu rộng, nhất là mình khi mình nói đó, mình có thể mình diễn đạt được cái tư tưởng của mình đến những người nghe và những anh em ở trong nước đó, thì nó theo một cái chiều mà đặc nhất, nó không có con đường thứ hai. Tại vì đó, báo chí đó thì bị cấm, rồi đài phát thanh, đài truyền hình, tất cả là một chiều, thì chỉ còn cái cách là mình giải quyết là bằng tiếng nói thôi. Bằng tiếng nói mình có sẵn sàng có thể tranh luận với bất cứ anh em nào ở trong nước, mà mình hứa là mình không có mà anh fan mà mấy anh em chửi TV cũng chấp nhận nữa. Những người nào đó đối với TV đó là làm sao thuyết phục được những người trong nước, chứ không phải thuyết phục người hải ngoại. Người hải ngoại là những người ta đã sống cái cuộc đời tự do rồi, người ta hiểu về cái cuộc đời tự do rồi. Chỉ còn những người trong nước, người trong nước là cái người mà cần để mà có thể tranh luận, hội luận. Tại vì nhiều cái vấn đề đó nó bị che kín bởi cái bức tường cộng sản, cái nhà nước độc tài che giấu tất cả những cái tội lỗi gây ra đối với dân tộc Việt Nam, thì làm sao mình có thể chịu đựng được đó? Mà làm sao đó để mà có thể giữ được một cái số là đông đông, chứ bây giờ đó TV nói cỡ nào đi nữa đó, quý anh chị em hiện tại đó còn 4 người đó, quý anh chị em làm ơn tách chat cho TV đi, hoặc là có hỏi TV những cái vấn đề gì thì TV vẫn là vui lòng trình bày cho quý anh chị em. Hay là TV vẫn sẵn sàng, TV khui ra những cái đề tài để mà mình nói chuyện với nhau. Thí dụ bây giờ cái đề tài mà ngày 8 tháng 3 là cái ngày phụ nữ nè, rồi lý do tại sao những người phụ nữ đó tiếp tục đấu tranh mà đấu tranh nhiều hơn người nam, tại sao cái điều đó xảy ra ở trong đất nước của chúng ta, đó là cái đề tài cũng là rất lớn. Mình thấy đa số là những người phụ nữ đứng lên để mà đòi hỏi nhân quyền, đòi hỏi cái quyền sống, đòi hỏi cái quyền phải được làm con người thật sự. Tại sao cái sự đó xảy ra như vậy mà người đàn ông mình lại thấy rất là ít, trong khi số đàn ông đó lại là rất là nhiều? Tại sao cái điều đó xảy ra vậy? Có thể là mình bình luận về vấn đề đó. Có thể đây là cái lần đầu tiên, thành ra TV rất là bỡ ngỡ. Mình không biết được, có thể là thì giờ nữa, thành ra mình không có số đông để mình tạo được cái hứng khởi để mình nói chuyện. Nhưng mà bây giờ hiện tại TV thấy cái màn ảnh có 3 người, nhưng mà 4 người, nhưng mà TV vẫn tiếp tục nói. Và mong rằng quý anh chị em ở lại, hoặc là đánh những dòng tách chat cho TV hiểu, thì lúc đó đó mình mới nói được. Còn không có kiểu này TV biết rằng không được rồi đó. Còn 3 người, rồi còn 2 người, rồi đi hết trơn luôn. Mình ráng kiên nhẫn, để nói chuyện với bất cứ quý anh chị em nào.
hai bạn đó hiện còn đang nghe TV đó, đánh một vài dòng text chat đi. Tại sao phải... Mình có cái vấn đề, mình có một lời chào chứ. Ở đây đó, TV thấy chỉ có ba người chào rồi đi mất tiêu luôn à. Hello quý anh chị em. Mấy anh chị em không có công bằng tí nào hết á. Dòm mặt TV rồi là chạy đi thôi à. Thấy không phải là, không thật phải là phe nữ phải không? Không phải là nữ phải không? Thành ra đó, sự thật cái bút hiệu này nó đã là 22 năm rồi. Không phải là TV tự nhiên là muốn lấy cái nick là Mỹ Linh Nguyễn đâu. Nó cũng như có những cái lý do để mà lấy cái nick Mỹ Linh Nguyễn. Quý anh chị em ơi, tách chat dùm TV đi. Tách chat dài hàng, tách chat dùm TV đi. Để cái room này đó, nó chỉ có một mình TV đó là không thể nào chịu nổi rồi. Mong rằng quý anh chị em tách chat dùm chúng ta có cái lời chào hỏi với nhau. Đúng không? TV vẫn cố gắng để mà ráng tìm cách để mà nói chuyện với quý anh chị em ha. Có 7 người hiện tại đó, làm ơn text chat cho vài dòng đi ha. Chào quý anh chị em nha. Rồi từ từ hello Đoàn Thị Thùy Dương. Dạ chào Thùy Dương nghe nhiều nha. Những cái gì mà chị Đoàn Thị Thùy Dương đó đã làm livestream á thì TV thấy đó. Anh TV có biết tên Hương Quê 56 không? Dạ. Anh Nguyễn Khắc Long á hả? Biết chứ. Hương Quê 56 là TV rất rành. Kali Gai cũng rất rành luôn, và gã Sa Phu cũng vậy thôi. Đánh lên một lý hả? Vô lý thật. Làm sao mà đánh lên một lý được? Lên một lý đâu có tội gì đâu. Nghe không? Nhìn cho TV nè, mỗi cổ hả? Xin lỗi Đoàn Thị Thùy Dương nha. Cái cô này đó, nó làm TV phải online luôn, không thể chịu đựng được, trong khi cái nick của Mỹ Linh Nguyễn là đã 22 năm rồi, mà bây giờ TV thấy những cái hoạt động của cô Đoàn Thị Thùy Dương đó giống như là lúc mình mới qua Mỹ thôi, giống y chang thôi, rồi chạy luôn rồi hả? Con thấy chúng ước lên kìa hả? Bây giờ TV đã mua máy rồi, mua rồi nhưng mà nó chưa gửi đến. Bữa nay đó là tại vì TV thấy cái cô mà Lợi Thị Thanh Hằng đó, cổ gọi là một cái người tù nhân mà bị gọi là đủ thứ hết, đi về mà cái nhà gọi là trống trơn hết, toàn là rác rưới không. Đó. Nhìn vào điện thoại hả? Xin lỗi nha. Rồi bây giờ TV nhìn vào điện thoại, tại vì TV đó muốn nhìn vào cái video đó, đi nhìn vào cái màn ảnh đó để mà mình đọc được những cái dòng text chat đó. Thành ra lần sau đó TV phải đưa cái này lên cao cho để cho người ta khỏi có bị ngước cái mặt lên. Cái anh Nguyễn Khắc Long đó rồi.
Chú nhìn vào camera điện thoại hả? Cái này là video camera chú không thấy điện thoại, chứ không có dùng điện thoại đó. Thành ra cái này xưa lắm rồi, mà hồi nào tới giờ đó chú chưa có dùng đến nữa. Đây là cái lần đầu tiên chú dùng đó. Chú có chơi bao thoát là rất là lâu, mười mấy năm chơi trong bao thoát đó. Thì chú làm MC đó. Anh Nguyễn Khắc Long. Dạ, hiện giờ chúng ta có 9 người. Thì TV muốn chia sẻ một cái điều là tại sao mà người nam lại không có đấu tranh nhiều bằng phái nữ. Mà TV rất là phục cái cô Thùy Dương nè, rồi cô Lisa Phạm, rồi Jenny Trần, rồi khi xưa thì Hồng Thái Hoàng, hiểu không? Khi xưa thì Hồng Thái Hoàng rất là thích, hiểu không? Nhưng mà ngày nay thì nó hơi khác tí xíu. Kali đã làm cái gì vậy? Hồi mà TV có vào trong bao thoát á, thì Kali Gai đó là đánh cái nghị quyết mà S-219 ở Canada đó, thì TV hoàn toàn không đồng ý. Nhưng mà trong lúc đó mình chỉ nghe được thôi. Chú chuyển qua Facebook hay lắm à. Thì hiện tại là TV đang dùng Facebook đó chứ. Ừ, TV đang dùng Facebook đó, Thùy Dương. Hôm qua TV có nghe Thùy Dương đó phát on stream ở trên xe, rồi đi ăn nhà hàng, rồi uống nước lạnh đồ đó. Nghe thấy đó là những cái lời chân tình. Mình biết đó là tất cả là đó là những lời chân tình. Còn cái này đó TV không có cái chưa có rành on stream, thành ra chưa có dùng cái phone được nữa. Bây giờ không biết làm sao để mà hook up cái Facebook ở trong computer mình, rồi đưa vào cái phone này đó, rồi on stream giống như là Thùy Dương đó. Thì đó, có thể là Thùy Dương giúp giùm, chỉ giùm cho TV 256. Và từ sau này đó thì từ cái nick Mỹ Linh Nguyễn là TV sẽ đổi thành TV 256. Cái nick này đó là nó cũng là một cái khi mà mình bắt đầu mình đấu tranh đó, là mình đã về nước. TV về nước là về thăm quê hương, đó là vào năm 1994. Thì khi mình về nước á, mình đi thăm quê hương, mình chịu không nổi. Mình không chịu không nổi với cái tụi Việt Cộng. Mình thấy cái đất nước mình như vậy làm sao mà. Trong khi đó thì năm 94 mình đi đâu nó cũng nói là tự do, cởi mở, đủ thứ. Nhưng mình thấy không được, không chấp nhận được. Và từ đó TV mới trở về nước, trở về Mỹ. Và bắt đầu TV mới viết. Bắt đầu viết là cỡ khoảng năm 95 đó. Thì từ năm 95 đó TV chỉ là viết bài thôi. Viết có thể là mấy ngàn bài luôn. Tất cả là những bài tập trung vào để mà không có chấp nhận chế độ cộng sản. TV không chấp nhận chế độ cộng sản, nhưng mà cái suy nghĩ của TV đó là một người cộng sản là một người Việt Nam. TV chỉ cần gọi là đánh bỏ cái tư tưởng cộng sản của nó thôi. Nhưng là nó là người Việt Nam. Khi mà nó mất cái tư tưởng cộng sản, nó là người Việt Nam. TV không muốn mất một viên gạch nào hết. Mỗi người đó TV xem đó là một viên gạch để xây dựng lại một cái căn nhà Việt Nam. TV không bao giờ muốn mất một viên gạch nào hết. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng đối với TV, mà nếu mà đứng trước mặt TV sẽ
tát cho một mặt bạc tay để mà ông Nguyễn Phú Trọng phải tỉnh ra, để mình biết mình hành xử tội ác với cái dân tộc Việt Nam mình. Nhưng mà TV hoàn toàn không có một chút cái lòng căm thù. Mình chỉ nhìn ra được cái đảng Cộng sản nó sai trái với dân tộc Việt Nam. Nhưng mà con người của Cộng sản mình không chấm. Mỗi con người là một viên gạch để mà xây dựng nên ngôi nhà Việt Nam. Thành ra nếu mà Nguyễn Phú Trọng, nếu mà đất nước này đó, Cộng sản sụp đổ rồi đó, thì Nguyễn Phú Trọng vẫn là một viên gạch. TV không xem là kẻ thù, ngoại trừ Nguyễn Phú Trọng chống phá cái đất nước của mình thôi. Mình làm sao để mà mang lại cái tình thương, cái cơm no áo ấm cho đồng bào, mà mình tình thương chứ không phải là hận thù. Thành ra đó, người Cộng sản họ không hiểu rằng, họ nghĩ rằng là người Việt hải ngoại là hận thù quá. Hoàn toàn TV không có cái hận thù. Làm sao mình biết hận thù? Mình đi vượt biên, vượt biển, TV đi vượt biển bằng cái máy đu tôm đó, cái máy ghe mà đu tôm mà cầm ở trên tay á, 13 người trên một chiếc ghe rồi vượt thoát được. Mà khi mình vượt thoát được á, mình đâu có biết được là hàng trăm hàng ngàn người phải chết ở giữa lòng biển. Bao nhiêu người bị hải tặc, bị cướp bóc. Thành ra đó, nhiều khi đó, ở hải ngoại đó, ở trong nước đó, người ta có cái nhìn nó khác. Người ta cho rằng là những người hải ngoại là những người hèn, không có dám về Việt Nam để mà chiến đấu. Trong khi đó, sự thật nó có chứ. Nhưng mà mỗi cái con người đó nó trải qua những cái đau khổ như vậy. Tại vì hàng 500.000 người chết ở trên biển Đông. Thành ra những người Việt tị nạn là những người đó can đảm để mà vượt biên, để mà tìm tự do, tìm cái cuộc sống. Tại vì lúc đó có thể là mất cái hy vọng rồi. Tại vì nó quá tàn ác. Cái chế độ Cộng sản đó, nếu mà TV kể ra đó, thì nó quá tàn ác luôn. Nó tàn ác đến nỗi những cái thanh niên, những người thanh niên yêu nước, không có thể hành xử cái quyền yêu nước của mình. Thế mà bất cứ thanh niên nào đó là nó bắt và nó giết và nó ám sát. Cái Cộng sản nó ghê gớm gì đó. Thành ra đó, ở đây đó TV muốn quý anh chị em thấy đó là phân biệt ra giữa cái hai người. Tại sao phái nữ đó thì can đảm để mà đứng lên, để mà đương đầu với Cộng sản. Thực ra đó, phái nam TV nghĩ chắc chắn là mạnh mẽ hơn phái nữ và can đảm hơn phái nữ. TV hiểu như vậy đó. Nhưng mà trong cái trường hợp mà Cộng sản này đó, người nam đó giống như là họ bị bó tay. Chỉ cần họ cất lên một cái tiếng nói một chút xíu thôi là họ bị bỏ tù, họ bị giết, họ bị đánh đập, họ bị giam, và họ bị cùm, rồi còn họ bị đủ thứ những cái cực hình ở trong cái nhà tù như vậy. Nó tàn nhẫn vô cùng lắm. Thành ra đó, người nam gần như là bị bó cái tay rồi mà không làm gì được. Thành ra đó, nếu mà mình
mình suy nghĩ và mình nghĩ rằng đó, tại sao người nam lại không có đấu tranh ở trong nước ít hơn người nữ, thì mình phải hiểu được là cái nó quá tàn ác, nó quá tàn ác với người nam. TV nói thí dụ Thùy Dương thấy có đúng không, nó quá tàn ác với người nam. Người nữ mà dấn thân đấu tranh nó có thể nó còn tha thứ được, nó tha thứ, nó nhẹ nhàng hơn. Mà người nam là chết với nó, mà cái đó là sự thật. Mình nhìn anh Phạm Hồng Sơn, rồi mình nhìn anh Nguyễn Văn Đại thôi, mình nhìn đại quý Nguyễn Hữu Cầu thôi, nó sẵn sàng nó giam 37 năm mà người ta có tội gì? Đại quý Nguyễn Hữu Cầu người ta có tội gì? Chỉ vì cái tội yêu nước. Một đại quý đâu có cái gì đâu mà thù hằn người ta như vậy. Nếu mà gọi là thù hằn, chính là những người cộng sản thù hằn những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thù hằn luôn cả người dân. Người dân miền Nam cũng phải chịu cái sự căm thù như vậy. Họ coi những người miền Nam làm kẻ thù. Mà có thể trong cái tuổi trẻ của lớn lên sau này đó, không biết, không có biết cái lịch sử nó đau thương như vậy. Tại vì người dân đó ai cũng yêu thương quê hương mình hết. Cái quê hương mình đó là không thể nào mà người ta quên được. Và không có ai mà thích đi ra hải ngoại để mà thích đi ra hải ngoại để làm cái gì? Mình phải tập nói nè, rồi mình phải tập phong tục, tập quán của người ngoại quốc. Rồi mình sống một cái đời sống mới, sống bằng hai bàn tay trắng để mà xây dựng lại. Thì làm sao mà không có ai thích điều đó. Thành ra những cái chuyến mà ra đi là những chuyến bắt buộc. Mình không ra đi thì gia đình mình sẽ đi kinh tế mới. TV vào lúc đó là hạn tuổi là thanh niên xung phong. Thì những người cộng sản bắt TV đi thanh niên xung phong. Thì TV nói rằng, nói với cả tấm lòng của mình, anh xung phong là như thế nào? Xung phong là tôi tự giác, tôi đứng lên, tôi xin gia nhập vào thanh niên xung phong. Chứ không phải nói mà tâm thanh niên xung phong mà bắt buộc tôi phải vào cái đoàn thể thanh niên xung phong. Tôi hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Làm sao mà mình đi thanh niên xung phong được? Thành ra TV vô trong cái phường đó, TV nói đó, mấy anh đó nói là thanh niên bắt buộc đi, tôi sẵn sàng tôi ký đi liền, tôi không bao giờ tôi ngại gian khổ. Mà cái đất nước này đó, nói thiệt đó, mình có thể mình chịu đựng được một ngày mình ăn chén cơm không sao, mình vẫn có thể mình sống được. Nhưng mà con người mình đó nó bị ép buộc, nó bị bắt buộc phải tự do. Nó mình không được tự do, nó làm cho con người mình khó sống, không thể nào sống được đó. Không? Nó đem 5-7 người nó vô nhà mình, nó bắt mình phải mua báo, mình phải bỏ tiền ra mua báo. Mỗi buổi sáng nó phải bắt mình, mỗi nhà phải cử một người ra quét chổi, quét sân. Tất cả đều là bắt buộc. Thành ra làm sao mà người dân miền Nam mà sống nổi? Họ chịu không nổi. Thành ra họ bắt buộc phải diệt biên thôi. Và nghĩ họ lấy cái gì đó họ chống chính quyền đó. 1 triệu lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà người ta đã đầu hàng rồi. Người ta đầu hàng rồi.
Thì cái đất nước mình nó thống nhất thì nó vui vẻ biết mấy không? Tại sao mình không bắt chước người Mỹ? Người Mỹ tại sao họ có cuộc nội chiến mà hai bên người ta thương yêu nhau? Người ta thương yêu nhau và người ta bắt tay với nhau. Thấy không? Người chiến thắng còn cho người chiến bại ngựa và tiền để mà trở về quê, để mà sinh sống, chứ không phải giống như đất nước mình. Cái đất nước mình, người chiến thắng, mà những người cộng sản từng hay nói là thắng làm vua, thua làm giặc. TV không bao giờ chấp nhận những cái câu nói đó, những câu nói đầy hận thù như vậy. Thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề mà giữa Nam và Bắc? Thành ra đó, bây giờ đó, đến 40 năm rồi, 42 năm rồi, thành ra họ vẫn căm thù. Bằng chứng là họ vẫn căm thù. Những người mà ở hải ngoại họ, rồi những người ở trong nước họ về thăm, về thăm cái tượng đài mà quân đội Biên Hòa đó, nghĩa trang quân đội Biên Hòa, ngay cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa họ cũng sửa đổi cái tên. Và khi vào đó phải ghi tên, họ bắt phải ghi tên để họ kiểm tra như vậy, để mà có thể hù dọa người ta. Làm sao mà ai có thể mà tin cộng sản được? Nó đầu óc lúc nào cũng hận thù, mà lại đi nói ngược rằng người hải ngoại là hận thù. Người hải ngoại không có nhớ người cộng sản nào hết. Thì Kim Anh Dương Lê, cộng sản nó một đằng là nẻo chứ ơi. Thì đó, bởi vì ngày hôm nay đó, TV muốn lên đây để mà có thể cần gặp tất cả những cái người mà đã từng sống trong cộng sản. Đó là những người mà đối tượng mà TV muốn chia sẻ bằng những cái sự hiểu biết của TV về cái vấn đề tranh luận, về cái sự thật để cho người trẻ họ hiểu được. Và cái đất nước này đó, nó đã tan nát hết rồi, mà gần như là họ không còn thấy nữa. Mà cái người trẻ đó là mới là cái rừng cột cho đất nước. Mà cái người trẻ đó lại hoàn toàn là thờ ơ với đất nước. Họ không thấy gì hết, trong khi đó biết bao nhiêu người đã vào tù. Thấy không? Vừa rồi mà quý chị em mà nghe cái clip của Bùi Thị Minh Hằng đó, quý chị em chắc chắn là phải giận sôi gan luôn. Chỉ hoàn toàn vô tội mà bắt người ta 3 năm. Rồi bây giờ đến chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nữa, rồi đến chị Trần Thị Nga nữa, họ cứ tiếp tục như vậy. Làm sao mà mình có thể chấp nhận được, thưa quý anh chị em? Từ TV xin lỗi quý anh chị em nha, để TV mở cái bản nhạc nha, rồi có thể đợi TV chút xíu nha, đợi chút xíu thôi, rồi TV sẽ vào nói chuyện tiếp á. Mới lần đầu của thành ra mong quý anh chị em thông cảm. Mới lần đầu thành ra nó nhiều cái nó trục trặc lắm. Chưa có chuẩn bị gì hết á, mà tại thấy chị Hằng đó
cái video của chị Hằng đó làm cho TV phải phải online. Phải online, không không có chấp nhận được. Dạ, quý anh chị em nào có nhìn đọc được những cái bài viết mà Mỹ Linh Nguyễn không thì làm ơn cho đánh cho TV số 1. Đã từng đọc bài viết của Mỹ Linh Nguyễn thì đánh cho TV số 1. Mà đừng có lấy làm khó chịu nha. Là chào Thăng Tuyết. Đừng có lấy làm khó chịu là tại sao TV dùng cái nick nữ. Thành ra hồi nãy TV muốn tâm sự với anh chị em đó là dùng cái nick nữ đó. Khi mình viết bài đó, mình người ta mới lắng nghe mình. Còn những người cái nick nam á thì thường thường người ta lại không nghe. Thành ra đó là cái lý do mà mình bắt buộc mình phải lấy cái nick nữ thôi. Rồi từ cái nick nữ rồi đó là được, bây giờ tới cái nổ ra cái power talk, cái on screen này đây, mình bị bí luôn. Mình không thể nào làm được gì hết á. Mình nếu mà mình tiếp tục mình viết bài đó, mình thấy mình lạc hậu. Rất là lạc hậu. Người ta đó, bây giờ on stream người ta chỉ bằng lời nói. Lời nói với nhau là người ta có thể thuyết phục được rồi. Chứ không phải giống như mình. Mình cứ viết bài, dù mình viết cả ngàn bài đi đó, nó cũng không bằng nó cũng không bằng lời nói đó, thưa anh chị em. Cái lời nói đó, nó ảnh hưởng cái người nghe hơn. Cái lời nói nó ảnh hưởng người nghe hơn. Phải không chị Đoàn Thị Thùy Dương? Đúng rồi. Không quan trọng nam hay nữ, quan trọng là cách mình chuyển tải. Đúng rồi, nam nữ không có quan trọng. Nhưng mà ý của TV nói đó rằng là có một số người trách cái người nam. Trách người nam là tại sao, trách những người trong nước á. Trách những người trong nước đó là người nam rất là hèn. TV nghĩ họ không hèn đâu. Nhưng mà trong một cái thế trận họ bắt buộc phải như vậy. Chứ họ không hèn đâu. Nó đến mà cái lúc nào rồi đó thì mình sẽ thấy người nam sẽ không hèn, sẽ họ người nam người nữ cũng là anh hùng hết. Không có hèn. Hiểu không? Nếu mà mình nhìn thấy mình nghĩ rằng người nam hèn tại vì họ mình thấy ít quá. Hiện tại đó tại vì đó TV vẫn tiếp tục nói được. Nhưng mà nếu mà có ai mà đính đoan vào lúc 6 giờ á thì TV sẽ mở cái bản nhạc lên cho quý anh chị nghe nha. Làm ơn đừng có bỏ TV nha. Đừng có bỏ TV. Mình chia sẻ với nhau tất cả những gì mà mình có thể mình không có hiểu về sự thật, nhất là những cái anh em ở trong nước. Thấy không? Những cái anh em đó là những cái đối tượng mà TV cần gọi là chia sẻ. TV chấp hết. Không phải chấp. Là TV sẵn sàng nghe chửi hết. Sẵn sàng nghe quý anh nghe chị em ở trong nước chửi TV. Không có đá, không có unfriend, không có gì, tự nhiên. Hiểu không? Ghét TV cỡ nào cũng được. Nhưng mà làm ơn tách chat nói lên cái quan điểm của mình. Tại sao lý do nào chửi TV? Và TV cũng không bao giờ chửi ai. Hứa như vậy đó. Hứa tất cả các quý anh chị em đang ở trong nước, mà những người anh chị em theo cộng sản, hãy viết bình luận với TV hay năm sau. Viết bình luận, viết trong cái phần bình luận này nè. Viết hỏi TV, hỏi móc, hỏi gì, bất cứ vấn đề gì về đất nước. Nói thiệt đó,
cái cá nhân TV đó không nhìn thấy cái đảng Cộng sản nó làm được một cái gì đẹp cho cái quê hương mình ấy. Nó không có làm cái gì mà tốt hơn ấy. Nó có thêm, nó có hàng ngàn câu chuyện mà nó hay một cái đó là nó bịp người dân trong nước được. Chỉ có những người mà có thể đã đi ra hải ngoại, giống như Thùy Dương này, đã đi ra hải ngoại mới nhìn thấy được cái sâu thẳm, những cái điều mà nó gian dối, nó dối dạt với người dân. Thì khi mà tôi TV nhìn cái hình ảnh của Thùy Dương đó, là TV nhớ đến là lúc mà TV năm 20 tuổi, khi mà qua nước Mỹ này rồi đó, thì TV bắt đầu là đấu tranh, rồi viết bài luôn cho tới bây giờ. Mấy chục năm cái tiếp tục đấu tranh như vậy. TV nói một cái chuyện đó, có thể quý anh chị em khó tin, nhưng mà khi mà cái tuổi mà 19-20 đó, là TV có quen một người bạn gái, có quen với một người bạn gái, và TV nói với người bạn gái rằng chúng ta không thể sanh con ở cái đất nước này, anh không bao giờ chấp nhận mà chúng ta lấy nhau, dù em có thương anh cách mấy cũng đừng bao giờ là mình nghĩ rằng mình sẽ có đám cưới với nhau. Và cái người đó, bạn của TV đó, người nó vẫn là chấp nhận thương mà không có lấy nhau. Rồi đến lúc mà ba TV mới nghĩ đến cái vấn đề vượt biên, nghĩ đến cái vấn đề vượt biên, thì biết là hai người đã quen nhau cũng đã 1-2 năm rồi, thì ba TV mới hỏi là phải cưới chứ đâu có bỏ đi được, thì kêu TV phải cưới vợ, và TV cũng đồng ý là tại vì phải đi vượt biên thôi, chứ trong cái tâm tư của mình đó là mình đã kháng cái chế độ từ hồi đó rồi. Mình nói là thà là mình chết chứ mình không có sống. Trong khi đó đầu óc mình cứ nghĩ là mình phải kháng chiến tới cùng thôi. Rồi tới mới hai vợ chồng mới đi qua bằng cái ghe mái và đuôi tôm á. Đuôi tôm là cái mái mà cầm cái tay gì nè, mà qua vượt biên được bên Thái Lan đó. Thì đi rồi là 5 ngày 5 đêm, không có nước, không có, nhưng mà cứ rất may mắn là trong cái ghe là có chuối với mía. Thì bà xã của TV đó là hiện tại là cũng đang sống với TV đấy, coi như hai vợ chồng đó là lấy nhau vào năm 77, rồi đến bây giờ là được 40 năm rồi. Mà nói thiệt, TV vẫn còn phải nói là thương bả lắm. Hai vợ chồng vẫn thương nhau, mỗi ngày cũng tâm sự với nhau 40 năm rồi, nhưng mà vẫn thấy là mới như thường. Nó có cái cuộc sống nó có tình có nghĩa. Thử hỏi TV đòi hỏi cái gì nữa bây giờ? TV đâu có đòi hỏi gì đâu. Nếu mà cá nhân gia đình mình đó, thì mình thấy nó hạnh phúc rồi, nó ok rồi, mình tiền bạc bên Mỹ mình cũng đủ sống rồi. Nhưng mà tại sao mình phải tiếp tục đấu tranh gần như là không bỏ ngày nào hết đó. Gần như là không bỏ ngày nào hết đó. Có cách đây có khoảng 2 năm đó là TV bận công việc,
bận công việc mà đi ra ngoài nhiều đó, thành ra không có tham gia, nhưng mà TV vẫn tiếp tục đọc tin tức, đọc tin tức và đưa comment, chứ không có ít viết bài lắm. Bây giờ đó thì mới rảnh mới bắt đầu viết bài, mà trong khi đó viết bài đó lại mình thấy mình không có lột diễn tả được tất cả những cái gì mà mình suy nghĩ. Thành ra đây là cái ngày lần đầu TV ra mắt để mà TV muốn trình bày tất cả những cái gì mà nếu mà quý anh chị em đó thắc mắc hỏi thì TV sẽ trả lời hết á. Và có thể mình đấu với nhau nữa. Nếu mà quý anh chị em cộng sản đó mà nghĩ rằng mình đúng cái gì, vấn đề gì đó, đưa ra đánh những cái tách chát, thì TV sẵn sàng gọi là trả lời bất cứ câu hỏi gì, bất cứ câu hỏi móc quéo gì đó. Thì xin lỗi, bây giờ TV kéo cái dài ra để mình đọc được cái nhiều cái điều mà bình luận đó. Nãy giờ thấy không, mình cũng không biết nữa, bởi vì mình không biết nữa. Thành ra chú có thể cài đặt lại tên mình trên Facebook, là bây giờ mình cũng không biết là cài đặt như thế nào nữa. Thành ra TV muốn lấy mình cái nick là TV256 đó. Tại vì TV256 thì rất là nhiều người biết ở trên Power Talk á. TV đã từng gọi là làm MC ở trên Power Talk là mười mấy năm rồi đó. Bây giờ đúng 6 giờ rồi đó. TV xin mời quý anh chị em nghe nhạc nha. Đợi tí xíu nha. Mười ba năm trời qua, ta lặng nghe lời giao giảng của thầy. 33 năm chẳng trôi, ta lê đôi nàng vối với du đời. Còn phút ngày nào, ai tự nguyện lúc lâm chung một người bàn hiền buông chai phá. Qua quãng trời sâu, ta lê thân bên quãng đời buồn. Ai than tha qua bể đắng, ta vui thầm năm tháng tù đầy. Tha rằng được chết thắm trong rừng sâu. Không sao rồi, bây giờ cái cuộc hẹn đến 7 giờ rồi. Thành ra cảm ơn anh, quý anh chị em đã chờ đợi TV256 nha. Thùy Dương ơi, Thùy Dương có thắc mắc nhiều không? Thùy Dương đánh dùm TV dài dòng tách chát ấy. Không, mà mình phải rất là quý mến cái Thùy Dương đó. Tại vì mình ở đây đó, tại sao mình phải đấu tranh như vậy mà mình không nhận một đồng nào hết trong cái cuộc sống mà đấu tranh của TV đó. Chỉ có mong rằng là đất nước mình thoát khỏi cộng sản thôi, là mình bỏ cộng sản đi, còn cái gì nữa đâu. Bây giờ TV hỏi quý anh chị em mà trong nước đó mà ủng hộ cái chế độ cộng sản đó, cộng sản nó đâu còn cộng sản nó đâu, nó đâu phải là của người cộng sản đâu, nó là những người tư bản đỏ, những người mà giàu có, và nó là một con người gọi là nó tự do đó. Nó muốn tự do làm cái gì nó làm, miễn nó mang cái thẻ đảng. Chỉ có con người dân của chúng ta mới không có được quyền tự do thôi, còn nó thì nó đủ thứ tự do đó. Nó tự do đánh của cả dân luôn, nó còn tự do giết cả dân nữa. Làm sao mình chấp nhận được. Chú ơi, giết rồi cháu không xem TV nữa hả?
cái tivi này á là để đây biết bao lâu rồi, chú cũng chưa từng xem nữa. Thành ra đó, hay là tại vì đó, xin lỗi đó là quý anh chị em đừng có uống nước. À, hồi nãy nghe nói Thùy Dương đó ngước cái đầu lên, thành ra mình không biết làm sao. Sự thật đó mình biết đó là mình phải dòm vô cái máy này nè, dòm vô cái máy camera này thì người ta sẽ khỏi có bị nhức cái đầu, mà mình dòm ở trên đây á thì lại mình không thấy những dòng text chat, nó khổ gì đó. Thành ra quý anh chị em mà có thấy tivi ngước cái đầu thì cũng đừng có buồn nha. À, quý anh chị em nào mà ở miền Bắc á, quý cha anh chị em nào ở trong nước đó là bơm đánh cho tivi số 1 đi. Ô, trời ơi, nãy giờ tích chát nhiều quá mà tivi đâu có thấy đâu. Ô, chướng nước hòa kìa, đúng rồi, rõ ràng là tivi không thấy những dòng text chat, thấy không, mình còn lù khù lờ khờ quá. Thành ra có thể là tại vì mình không có rành về kỹ thuật nhiều đó. Thứ nhất là tivi đã 62 tuổi rồi, 62 tuổi rồi, bây giờ là ở bên Mỹ đó, nó coi như là nó về hưu rồi đó. Nó về hưu rồi đó. Nhìn đi xuống đi. Mà nhìn rồi làm sao thấy tích chát được. Mai mốt đó TV biết rồi, TV sẽ để cái camera trên đây nè. Nó mới đúng. Được không? Lâu lâu chú ngước lên nè. Trời ơi, Thùy Dương làm khó chú hoài vậy. Cô bé này rất là hay. Mình nhìn thấy cái chân thật á. Khi mình nói đó, mình chỉ cần nghe Thùy Dương là mình thấy cái sự chân thật. Và cổ giỡn tới giỡn lui, mình thấy rất là chân thật. Nói với mỗi con người khi mình nói đó, người ta cũng có cảm giác được. Nó cảm giác được chứ không phải là không. Nó cảm giác được là người đó có nói là những lời chân thật hay không. Đó. Thành ra nãy giờ đó TV đó không có thấy cái màn ảnh nó chạy lên. Thành ra TV xin lỗi quý anh chị em là đã đánh text chat rất là nhiều mà TV hoàn toàn TV không có đọc được. Hèn chi TV thấy ủa sao không có thấy text chat, bây giờ mới bắt đầu đọc được đó, bắt đầu đọc được đó. Thành ra quý anh chị em ký gì text chat hỏi lại những cái câu cũ cũng được, tại vì cái hạ vô tiếng xuống đi hả. Phải cái này đúng. Cái vô tuyến nó phải đưa lên, cái camera nó phải đưa lên, lần sau TV biết rồi. Thành ra đó những cái mà mình thấy không, đối với TV người ta chỉ trích mình đó, hoặc là người ta phê bình mình đó, đó là những người thầy của mình đó, đó là những người thầy của mình, tại vì người ta thấy được những cái khuyết điểm và người ta nói với mình là mình phải cảm ơn hết lời luôn. Thành ra đó với anh chị em khi mà hiểu về cái tánh ý của TV rồi đó, hiểu về cái tánh ý TV 256 là quý anh chị em cứ chỉ trích thẳng tối đa. TV 256 làm cái điều gì sai, làm cái điều gì bậy hoặc suy nghĩ không đúng, cứ sẵn sàng phê bình chỉ trích tối đa. TV không có hứa là không có làm phiền đâu, hứa là cũng không có giận nữa. Nên cái
có thể là cái tánh TV là gần như là không 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 biết giận, không có không có giận, chỉ có giận là giận cộng sản thôi, giận cộng sản thôi, nhưng ngoài ra không có giận ai hết á. Thành ra đó, đối với ông Nguyễn Phú Trọng mà hồi nãy TV kể cho quý anh chị em nghe đó, tại vì đó nếu mà đưa ông Nguyễn Phú Trọng tước mặt TV là TV tát liền đó, TV có khả năng là TV tát, TV đánh một cái cho nó thức tỉnh liền, chỉ có Nguyễn Phú Trọng thôi, mấy người khác là TV không cần, tại vì ổng là trong một cái vai trò lớn nhất, vai trò lớn nhất thì mình phải đối xử với ông như vậy. Thành ra đó, cá nhân TV chỉ có một kẻ thù, một kẻ thù là cái tên cầm quyền, cái tên mà cầm đầu thôi, cùng lắm là bốn tên cầm đầu, hoặc là đối với TV chỉ có một ông Nguyễn Phú Trọng thôi. Mình làm sao đó, cái đất nước này đó muốn giải quyết cái vấn đề đó, muốn thay đổi cái xã hội chủ nghĩa để thành một cái quốc gia dân chủ tự do, sự thật nó không khó, nó không khó đâu. Muốn mà cái chế độ nó sụp đổ á, thì gây ra cái sự bất ổn chính trị. Mà muốn bất ổn chính trị á, thì cái người mà cầm quyền đó phải gọi là sụp đổ, người cầm quyền đó phải tiêu diệt cái người cầm quyền thôi, là tự nhiên có bất ổn chính trị là cái chế độ nó sụp đổ thôi. Người ta nói giết rắn là giết đầu, là giết đập đầu rắn là như vậy đó. Ừ. Dạ chào Sư Ba Ba nha. Ông Nguyễn Thế Trận thương dân không chú? Tất cả những cái tội ác chứ, vì ổng là ở bên Mỹ nó gọi là hạt lai đó, là cái tên mà giáo điều đó, cứng đầu lắm đó. Chứ nếu mà người khác thì đỡ hơn nhiều rồi. Thành ra đó, mình phải giải quyết cái đất nước mình nè, mình phải giải quyết bằng cái bàn tay của mình đó, mình lấy cái sức mạnh của toàn dân. Nhưng mà mình không quên nha, mình không quên, mình phải sử dụng cái sức mạnh của quốc tế nè. Cái quốc tế cũng là quan trọng, mình phải tranh thủ, mình vận động quốc tế cho Việt Nam của mình, đó là điều đúng đắn thôi. Nhưng mà mình lấy cái sức mạnh của toàn dân, mình huy động cái sức mạnh của toàn dân, mình không có để mình tránh cái lệ thuộc về sau. Mình nhớ những cái gì đã xảy ra trong quá khứ, những thời mà miền Nam đó, nhiều khi đó mình tin tưởng vào Hoa Kỳ quá, rốt cuộc họ bỏ rơi mình và mình chịu thất trận đó. Thành ra mình muốn mà lấy lại cái đất nước là phải nhớ lại cái sức mạnh căn bản là sức mạnh của toàn dân. Và tôi nghĩ rằng đó, nhờ cái Facebook này nè, nhờ cái Facebook này, thành ra nó loan truyền tất cả những cái sự thật ở trên Facebook, và người dân từ từ sẽ ý thức được, và người ta không thể nào mà người ta chấp nhận được một cái thời đại mà báo chí mà bị điều khiển như vậy. Làm sao người ta có thể chấp nhận được báo chí mà toàn là nói xạo, nói láo không à? Nó nói theo cái kiểu mình một nửa sự thật không à, cái đó mới chết. Thành ra mình phải xử thôi, bằng cách này cách nọ mình phải xử thôi. Và TV mong rằng nha, lần tới này đó là sẽ có cái cuộc biểu tình tiếp diễn theo tuần vừa qua,
Tuần vừa qua chúng ta có cuộc biểu tình là 5 tây tháng 3 và 12 tây tháng 3 là sẽ tới. Thì phải nói rằng là hôm qua mà TV nghe cái đoạn mà audio clip của chị Bùi Thị Minh Hằng đó, thì TV cảm thấy nó có một cái sức mạnh, nó có một cái sức mạnh khủng khiếp luôn ấy. Nó sức mạnh đến nỗi mà TV muốn on stream liền, dù mà mình chưa biết cái gì hết á. Mình qua người ta mình chưa biết, đây là lần đầu tiên à. Mà mình không có máy camera, mình mua cả mấy chục năm rồi, mười mấy năm rồi. Và mình tự động mình on stream, mình thấy mình không có thể nào mà mình giấu mặt nữa. Mình tự động mình on stream thôi, đó là nhờ chị Bùi Thị Minh Hằng. Khi mà mình nghe cái audio clip của chị Bùi Thị Minh Hằng đó, thì mình mới có ý nghĩ đó, và mình thực hành liền thôi. Mình không có đợi gì hết á. Thành ra bữa nay TV hiện tại đó, TV cho quý anh chị em cái clip của Bùi Thị Minh Hằng nha. Để khi nào quý anh chị em có rảnh thì cứ coi ha, coi chị Bùi Thị Minh Hằng đã nói những cái gì. Và TV nghĩ cái Bùi Thị Minh Hằng đó sẽ Bùi Thị Minh Hằng đó sẽ là một cái động cơ đó. Đó là cái động cơ mà sẽ thuyết phục được nhiều người nghe cho cái cuộc biểu tình sắp tới.